Tại kỳ họp thứ 15, kỳ họp chuyên đề Hội đồng Nhân dân thành phố Sông Công khóa 8 nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức vào sáng ngày 12 tháng 10, các đại biểu đã biểu quyết thông qua 16 dự thảo nghị quyết quan trọng, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương trong thời gian tới. Các nghị quyết gồm điều chỉnh bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn thành phố Sông Công giai đoạn 2021-2025, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công thành phố Sông Công năm 2023, điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước năm 2023, điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung thành phố Sông Công tỉnh Thái Nguyên đến năm 2040, kế hoạch sử dụng đất năm 2024 thành phố Sông Công. Trong đó đáng chú ý là nghị quyết phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư 7 dự án hạ tầng khu tái định cư, công viên thành phố và nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư 2 dự án về chỉnh trang đô thị trên địa bàn. Các dự án điều chỉnh chủ trương đầu tư gồm khu tái định cư cụm công nghiệp Bá Xuyên, hạ tầng khu tái định cư Tân Tiến xã Tân Quang, đoạn quốc lộ 3 nối với khu tái định cư Tân Tiến, hạ tầng khu dân cư tổ 9 phường Mò Chè, hạ tầng khu dân cư số 4 phường Châu Sơn, đường Trần Phú, khu đô thị Lý Thường Kiệt, công viên thành phố Sông Công và trung tâm văn hóa thành phố Sông Công. Trên cơ sở các nghị quyết được thông qua, Hội đồng Nhân dân thành phố Sông Công đề nghị ngay sau kỳ họp này, Ủy ban Nhân dân thành phố sớm triển khai cụ thể hóa các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố đã ban hành, trong đó khẩn trương hoàn thiện nội dung nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung thành phố Sông Công đến năm 2040, kế hoạch sử dụng đất của thành phố năm 2024, lập hồ sơ trình Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt để triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp thu ngân sách, điều hành ngân sách đảm bảo cân đối hiệu quả. Kỳ họp cũng thông qua nội dung về công tác cán bộ, bầu bổ sung ủy viên Ủy ban Nhân dân thành phố Sông Công khóa 8, nhiệm kỳ 2021-2026.